Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại cái vườn cà chua cho mọi người cùng coi nha. Từ hồi mình trồng tới bây giờ chắc khoảng một tháng thôi mà chúng nó lớn rất là nhanh luôn, không ngờ luôn. Hiện tại thì có rất là nhiều trái chín rồi. Bây giờ mình sẽ quay sơ sơ lại cái vườn cà chua cho mọi người cùng ngắm nha. Theo như kinh nghiệm trồng cà chua của mình thì mình khuyên mọi người nên mua cây giống mà người ta đã ươm mầm và nó lên cao khoảng một gang tay hay là hơn một gang tay gì đó. Mọi người có thể xem lại cái video mà hồi mua cây giống á, thì lúc đó cây cà chua của mình đã cao lên một khúc rồi. Từ cái lúc mình trồng cho tới cái lúc mà nó ra hoa và có trái ăn được luôn thì tầm khoảng một tháng thôi, rất là nhanh. Còn nếu như mọi người mà tự mua hạt giống nè, tự ươm mầm hoặc là tự ươm mầm từ cái trái cà chua luôn thì nó rất là lâu, và cái khoảng thời gian mà từ lúc ươm mầm mà cho tới lúc ra trái á, thì tầm khoảng 2 đến 3 tháng nữa. Nó rất là mất thời gian mà mình lại không chọn được những cây ưu tú. Chắc hẳn là có rất là nhiều anh chị em, các bạn khi mà xem video của mình cũng muốn trồng cà chua, cũng muốn trồng rau đúng không? Nhưng mà vì ở thành phố, ở chung cư thì làm cách nào để mà trồng được đây? Thì mình hôm nay có một gợi ý cho mọi người. Mọi người hoàn toàn có thể trồng được những cây cà chua này trong chậu nha. Hãy tận dụng cái khoảng không gian ở ngoài ban công, nhỏ bé thôi nhưng mà cũng có thể trồng được rất là nhiều loại rau đó. Mọi người ngoài cà chua này có thể trồng thêm ớt hoặc là xà lách, rau muống. Tại vì hồi ở Việt Nam mình ở chung cư, mình cũng đã từng trồng thử rồi và rất là thành công luôn. Mọi người ơi, ngày hôm nay dưa hấu của mình đã có trái rất là to rồi, hình như là được 4 trái. Đã quá. Thì những cái trái dưa hấu này rất là dễ thương luôn đó. Nó rất là nhỏ. Lần đầu tiên mình trồng dưa hấu mà có trái á mọi người. Nói chung là hồi xưa giờ đây là lần đầu tiên mình trồng trái dưa hấu, cho nên là thấy cái trái nó ra cũng thần kỳ làm sao. Ở đây thì mình có mấy cái hoa nữa. Cái cây nó có chút xíu à, nhưng mà nó có trái rồi. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi những cái trái tiếp theo nha. Wow. Tên tên, xin chào. Thích quá mọi người ơi. Đó. Ừ.
Đây thêm một trái nữa. À, ba trái rồi, còn trái nữa đâu ta? Bỏ đi thôi. Trời ơi, chồng mình nói bốn trái mà trái thứ tư rồi, đây nè mọi người. Trái thứ tư có chút xíu vậy đó mà ổng cũng tính nữa trời. Ở đây cũng vậy nữa nè. Ở đây có cái hoa, có trái nè mọi người. Đó. Thích quá. Hình như đây là cây bí của mình nè mọi người. À, cây bí của mình thì cũng có trái rồi. Đây. Nhìn rất là thích luôn. Cái cây có chút xíu à mà có trái. Bỏ lên. Mấy con côn trùng sợ quá mọi người ơi. Không phải mình sợ côn trùng đâu, hồi đó giờ mình không phải là người sợ mấy con côn trùng, nhưng mà ở cái vùng nông thôn này á, cái vùng này sao mà có nhiều con rất là ghê. Có nhiều cái con không thể nào tưởng tượng được, nó rất là nhiều chứ không phải là một hai con, mình đâu có sợ đâu mọi người. Thường ở dưới mấy cái gốc thì nó có hay có những mấy cái con ấy đó, giống như cái dạng con cuốn chiếu ở Việt Nam mình á, nhưng mà một chùm một đống luôn á thì rất là sợ. Trời mưa cho nên là mấy cái con này nó nhiều hơn nữa.
Chào tạm biệt mọi người, mình là Jandy. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video về du lịch và cuộc sống ở Hàn Quốc của mình nha.